Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình quay cái cách mà làm mẹt heo rừng và cái để đại đám cưới. Cái này là heo rừng quay ha. Đây làm đèn nè các bạn thấy không? Đó, heo rừng quay. Đây là heo rừng luộc. Đó, ba chân lông. 1 2 3. Đó. Đây là bên hỏi. Rồi ở đây là người đơm mẹt. Dân tộc nó bóc không à. Rồi đây là cái mẹt gân thành phẩm. Này là nước tương chiên để làm heo quay mà mình cung cấp cho bà con dùng mua heo quay nguyên con. Đó. Rồi cái này là món tôm để chấm lòng, chấm dồi. Đây thì cái mẹt thành phẩm là gồm có là gà ướp ham, đáng xếp ghi luôn. Đó, gồm có bánh hỏi, heo luộc, heo quay, dồi. Rồi luộc luôn. Cái này gao là bìm bìm thúi địch, thúi quắc luôn. Rồi cái này là húng lũi. Cái này là ngò gai. Đó, rồi dưới lon hoa chuối. Để hai chén nước chấm vô. Rồi còn gì nữa? Chuối chuối sống, như thế. Đó. Nước chấm nè. Đó, cái này là dồi luộc nha. Đó, heo quay bên mình cung cấp là đầy đủ dồi lòng rồi cho bà con luôn. Đó, yêu cầu dồi thì 150 một ký. Hôm nay Phước heo rừng review đám cưới Vinh heo rừng. Đó, đó, ba chân lông mà con thấy không? Đó, ba chân lông, lông đen, đó là heo rừng. Hôm nay heo lớn mới có được cái ba chân lông nha. Chứ không phải heo nào cũng có ba chân lông. Heo mần khò mới có ba chân lông. Đây là cái mẹt thành phẩm rồi. Đây là thằng ăn chợ mẹt. Đừng với mặt, đừng với mặt, em sợ. Đây. Đây này là này. Xong rồi. Nè. Em làm hay quá, em giỏi quá. Đó, lên tiếp đi, lên tiếp đi. Cho khách đây. Em sẽ đem đây. Mắm tôm là nước tương. Nữa hả? Cái này cái dồi. Tám nữa hả chị? Tám dồi hả chị? Thì nếu đưa thì chị đem ra rồi ổng đưa thôi. Cái này nè, ổng ăn cái đó không cần. Để dồi thêm phải không? Để dồi cho ổng dễ cho ổng dồi đúng không? Đúng rồi. Chú tám là chú chín. Chú tám hả? Trời ơi, chú tám đó. Sự quá ta. Trời ơi, kỹ dữ nha. Gặp ta là không có lấy áo ta lao. Thịt luộc ha, chấm nước mắm trong ha. Đó. Còn nhiều ra một chén thôi, một chén thôi. Giá hỏi người hồi cái chuyện. Để mắm tôm đó là chấm thịt luộc vậy. Mắm tôm nó nhỏ. Để nó chấm vô chấm dầu. Tương thì chấm hay quay thôi, còn này mà chấm đúng thịt luộc nè, cái này đúng đúng bài là chấm bằng nước mắm trong đúng không, dầm miếng ớt vô. Mắm trong là chỉ ăn nhậu thôi chứ đãi người ta không có được. Rồi tôi ra hết thịt quay rồi nha, quay đây nhóc đây nè, lấy cái chân kìa. Cái này là hết bài luôn rồi. Đó. Rồi. Cảm ơn các bạn nha.
Nếu bà con nào cần xài heo rừng quay, heo tươi, heo giống đó, liên hệ qua Phước Heo Rừng qua cái số hotline ở dưới góc màn hình nha. Cảm ơn các bạn xem video của Phước ha.